Say mê dữ vậy hả? Livestream. Trời ơi, mở livestream của chị coi chi vậy? Coi lại. Tại vì em thấy chị lên livestream dễ thương quá chừng nha. Thiệt không á? Trời ơi, chị đóng trò thiệt á. Chị hát hò, chị làm đủ thứ coi cuốn dễ sợ. Chào mọi người nha. Ôi, đúng rồi. Em thấy là livestream là em thấy cực kỳ khó luôn á. Làm sao để mình có thể tương tác với mọi người trong khi trước mặt mình chỉ là cái màn hình thôi. Xong rồi mình vẫn giữ cái năng lượng vui vẻ. Từ từ mình nói chuyện ha. Bây giờ mình chào khán giả đi. Xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quán Quen Chuyện Chứ, được phát sóng vào lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện. Và ngày hôm nay khách mời của Quán Quen Chuyện Chứ là diễn viên Trúc Mây. Hello, xin chào mọi người, mình là Trúc Mây và xin chào tất cả mọi người đã đến với Quán Quen Chuyện Chứ. Và chắc chắn chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những bí mật và hậu trường của một buổi livestream. Ngoại hình dịu dàng, diễn xuất tự nhiên, diễn viên Trúc Mây thường được đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho những vai diễn trong sáng, hiền hậu. Tuy nhiên gần đây khán giả ngạc nhiên khi cô nàng lột xác, hóa thân linh hoạt trong những vai cá tính hay nội tâm phức tạp. Không chỉ chăm đóng phim, Trúc Mây còn hoạt động rất năng nổ trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu lượt yêu thích từ người hâm mộ. Thường em xem livestream á, có khi em dành mấy tiếng đồng hồ dành cả đêm nhưng mà em xem không có dứt ra được. Rồi em chuẩn bị bánh, nước, giống như em đi coi phim trong rạp vậy nha chị nha. Nên em mời chị. Theo thì quá ha, ok. Nếu em có lòng thì chị có dạ ha. Bánh này thơm ngon ấy. Tại vì nhắc về livestream á thì nó đã trở nên quen thuộc với mọi người rồi. Ai cũng có điện thoại thông minh hết và ai cũng có thể mở xem livestream. Và đó cũng là cách mà mọi người có thể gặp được thần tượng của mình dễ hơn đúng không? Được trò chuyện trực tiếp luôn. Tại vì đâu phải là khi nào mình nhắn mà idol của mình cũng có thể trả lời. Còn cái này livestream thường em thấy comment cái gì là người ta sẽ trả lời liền. Rất lắm. Chị có nhớ cái lần đầu tiên mà chị livestream là khi nào không? Như chị nhớ là lần đầu tiên chị live luôn á, là lúc đó chị tham gia một bộ phim Từng Có Người Tôi Như Sinh Mệnh, là một cái web drama chiếu trên YouTube á, chiếu trên mạng. Thì lúc đó chị nhận được một lượng fan gọi là cũng khá là nhiều á. Xong rồi mấy bé cứ bảo chị à, chị Mây ơi, chị live stream đi. Lúc đó chị lúa lắm, không biết live stream là gì đó. Chị hỏi lại, live stream là cái gì vậy? Xong rồi mấy bé mới chỉ, mới chụp lại màn hình á, send qua cho chị. Xong chị mới bắt đầu mới like rồi nói chuyện tương tác với mọi người. Bắt đầu từ đấy chị cảm thấy là nó có một cái sự thân thiện và gần gũi hơn với những người hâm mộ mình, những người fan của mình á. Cái đợt Covid là cái đợt mà chị livestream thấy rầm rộ đó. Quá thời gian đó em cũng rảnh lắm, em lên em xem hoài à. Mà em thấy chị hát nữa kìa. Hấp dẫn ghê luôn. Trời, chị mà hát chắc chị xây được mấy căn nhà luôn rồi á. Ôi, chị được nhận gạch đá nhiều á. Biết rồi á. Mà lúc mà trò chuyện với mọi người á, chị có thấy là bên cạnh cái năng lượng chị mang lại cho mọi người thì chị cũng nhận được cái năng lượng từ mọi người không? Dường như có. Những lúc mà ví dụ như chị đi làm về mệt mỏi cái kiểu này, hoặc là những lúc buồn á, mình lên mình like, mình nói chuyện với người hâm mộ á, thì mình cảm thấy người ta cho mình một cái năng lượng tích cực. Thì vì mình phải buồn, vì mình phải này nọ, cái mình cảm thấy tích cực theo họ. Chị Trúc Mây nghĩ rằng là lý do tại sao mà ngày nay quý vị khán giả lại thích theo dõi livestream và xem live hết, nếu như mà đã yêu mến một nghệ sĩ nào đó là cứ thấy người này live là sẽ lên xem liền, mà không chỉ một nghệ sĩ mà nhiều nghệ sĩ nữa. Theo chị nghĩ là đó là cái sự yêu mến của fan hâm mộ, khán giả hâm mộ dành cho cái nghệ sĩ đó, hoặc là một tiktoker nào đó, hoặc một hot girl hay là hot boy nào đó chẳng hạn. Rồi họ sẽ kể về những cái công việc của họ, rồi kể về chuyện đời của họ, bắt đầu vào nghề như thế nào, thì mình sẽ hiểu hơn về cái nghệ sĩ đó. Không phải ai cũng có cái cơ hội, có dịp ngồi những cái talk show để chia sẻ trong những chương trình truyền hình đúng không? Thì cái livestream là cách mà nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Bây giờ với góc độ là khán giả mà hay theo dõi livestream nha, thì lý do mà Ngọc đi theo dõi giống như nãy chị Trúc Mây nói là mình làm theo họ. Như thấy ai đang livestream ăn á, cái gì ăn ngon lắm. Bữa tiệc cơm này ngon chung. Ủa, chị cũng bị sang vậy á. Chị thấy người ta đang ăn mì, vừa mới ăn no rồi nha, thấy người ta đang ăn mì hấp
thấy mì bốc hơi khói lên nóng hổi, coi xong cuộc live á tự nhiên cái thôi đi xuống nấu mì vậy anh, xíu mình nấu mình ăn, cảm giác giống như mình bị cuốn vào đó, mình cảm thấy ôi tô mì hôm nay tự nhiên thấy nó ngon hơn ăn kiểu vậy. Vậy thì bí quyết để có một buổi livestream vui vẻ hấp dẫn thu hút mình xem của thức quay là gì? Tất nhiên khi mình xuất hiện trước mọi người á thì chị sẽ chỉnh chu hơn một xíu, đó là một cách giống như mình sẽ tôn trọng những cái khán giả của mình. Còn những cái buổi quay phim hậu trường thì tạm chấp nhận là mọi người sẽ xem mình với một cái hình ảnh là nó hơi xề xòa một xíu, tại vì nó sẽ phù hợp với nhân vật của mình. Mình sẽ tương tác với họ bằng cách là mình đọc những cái comment của họ, đọc tên khán giả, họ sẽ thích được là được gọi tên trên cái cuộc live đó. Thứ hai nữa là mình sẽ trả lời câu hỏi khi họ hỏi mình. Thưa quý vị, rõ ràng là livestream ngày hôm nay thì phủ sóng nhiều, ai cũng có thể livestream và tương tác với mọi người một cách trực tiếp trên mạng xã hội, chỉ cần với một chiếc smartphone và mạng internet thôi. Và đó cũng là cách để nghệ sĩ có thể kết nối đến gần hơn với khán giả, để đo lường thị hiếu khán giả và biết được rằng khán giả mong chờ gì ở mình. Tuy nhiên thì chuyện gì cũng sẽ có hai mặt đúng không ạ? Có vui thì cũng sẽ có buồn. Riêng với livestream thì có những gì mà chúng ta đáng lưu tâm, và trước một buổi livestream cần chuẩn bị những gì thì chúng ta sẽ cùng đến phần trò chuyện tiếp theo để lắng nghe những bí mật từ Trúc Mây nhé. Có lúc em thấy là chị livestream liên tục mấy tiếng luôn thì làm sao để mình giữ được giọng? Khi mà nói chuyện họ cũng mệt chứ đúng không? Trước đó chị đi học thì có luyện giọng, nhưng về livestream thì chắc mình cứ nói tự nhiên đi. Nhưng mà để mà livestream dài như vậy mình cũng cần cái hơi giọng mình nó chuẩn một xíu, chứ mình nói riết hơi khó, không ai nghe mình nói gì hết á. Bây giờ mình thử thách luyện giọng chị không? Thử thách luyện giọng hả? Như thế nào? Luật chơi như sau. Hai người chơi cùng nhau vượt qua 3 thử thách liên hoàn. 1. Vừa cắn răng liên tục trong 30 tiếng đếm. 2. Hít một hơi và đếm liên tục từ 1 đến 30 mà không bị hụt hơi, lạc giọng. 3. Đọc thật nhanh 2 câu một cách tròn vành rõ chữ. Mình là Trúc Mây, mình chấp nhận thử thách này nha mọi người. Em sẽ đếm trước nha, chị thực hiện nha, 30 tiếng đếm. Thôi chị nhường em trước, chị sẽ đếm. 3, 2, 1. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Trời ơi, em ngủ không? Cứu tôi, trời ơi. Ngủ chứ. Ôi ơi, 60 á. Wow. Nhiều quá, nhiều quá. Trời ơi, đúng rồi nha. Chắc là chị đếm nhanh cho em á. Giờ em đếm chậm cho chị nha. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chị bỏ cuộc. Nhanh đi. 16 mà bỏ cuộc nhanh vậy. Chị đéo không nổi đâu. Tại vì em là MC á. Em cần luyện giọng nhiều hơn chị. Hơi thở của em dài hơn chị rất là nhiều. Chị khâm phục điều đó. Trời, tới 60 giây luôn. Vậy thì chị nhường em đúng không? Mình chơi công bằng mà, có nhường đâu. Mình đến thử thách thứ hai. Cả hai cùng làm luôn ha. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Em đọc tới số 6 mấy 7 mấy lẹ mà như thông kinh luôn. Thôi chắc lần này em nhường chị á. Không. Hòa nha, một đều nha. Rồi, cái cuối cùng. Em đọc trước nha. Ok. Làng nành lợn nái năm nay lọt lòng lúa non, nắng lửa nản lòng lão nông, nước nở lấy nông đi về. Luộc hột vịt lộn, luộc hột lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc. Trời ơi, tự nhiên cái tỉnh lại đèn luôn. Luộc lạc. Trời ơi. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột. Chấp nhận thua rồi. Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn, lại lộn hột vịt lạc. Chị nhìn hồi vô tới gì luộc không hả? Dù sao em cũng thấy chị đã rất cố gắng và sẽ có một món quà của chương trình dành cho chị. Ủa, thua là được quà luôn hả? À, luôn luôn có quà, đây, có quà đây. Ôi trời,
Biến hóa ghê chưa? Biến hình hay ta. Để tặng chị. Chị cảm thấy không xứng đáng với món quà này lắm. Hay là mình chia đôi đi. Ờ cũng được. Chị mở ra cho em gì vậy? Một chai mật ong. Này giữ giọng nè. Giữ giọng livestream nè. Ui hay quá trời. Chuyện trái, chuyện trái. Cảm ơn chị nha. Một món quà rất là ý nghĩa từ chương trình. Biết là chị Trúc Mai hay livestream đúng không? Đó, chanh nè, mật ong nữa. Để có một cái giọng thật là tốt. Bắt luyện giọng xong rồi, này là cho chanh uống xong rồi lên like liền nha. Rồi thanh giọng lắm luôn á. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về những vui buồn trong những phiên livestream. Đối với chị thì vui nhiều hơn hay là cũng sẽ có nỗi buồn khá nhiều? Lúc đầu á, có những cái bình luận tiêu cực á, chỉ như chê mình thế này thế nọ. Nhưng mà một thời gian rồi mình cũng thôi mình cứ chấp nhận, mình cho qua đi. Cũng nhờ những người như vậy thì mình mới trưởng thành hơn. Người ta cứ khen mình quá, mình cứ được nước với mình đẩy đà kiểu như là mình tốt quá rồi, việc gì mình phải cố gắng kiểu vậy. Nên mình đôi khi những cái lời chê bai vậy, mình sẽ cố gắng khắc phục nó, mình sẽ trở nên tốt hơn. Có nhiều nghệ sĩ á, họ tìm đến livestream để giống như là một cái niềm vui, một cái sự giải tỏa căng thẳng và giao lưu với fan của mình. Nhưng mà đọc được những cái bình luận tiêu cực á, họ bị áp lực rồi ảnh hưởng đến tâm lý rất là nhiều nữa. Thì chị nghĩ sao, có bao giờ chị như thế chưa? Có. Kiểu như mình đang vui đúng không? Và đang tương tác vui, tự nhiên có vài comment kiểu như tấn công kiểu như chê này chê nọ, hoặc là nói về một cái khía cạnh nào đó nó không được hay, nó không được tốt. Cái tự nhiên mình bị khựng lại. Mình sẽ sượng nhất, là cái điều đó khán giả sẽ thấy rõ nhất. Mình sẽ suy nghĩ là mình có nên đọc cái comment đó hay không, mình có nên trả lời họ hay không. Nhưng mà rồi mình sẽ lướt qua, rồi mình tiếp tục. Đừng vì một cái vài người như vậy mà mình làm với những người khác đang yêu mến mình, đang trao cái tình cảm cho mình mà làm nó mất vui. Chị nghĩ là nghệ sĩ ấy, khi mà họ tìm đến cái livestream, họ có thể đối mặt với những cái áp lực nào? Chị nghĩ chắc là những cái bình luận tiêu cực. Tại vì nó sẽ có những cái mặt tốt và mặt xấu. Có những người yêu quý mình và cũng sẽ có những người không thích mình. Tất nhiên cảm xúc con người mà đâu phải là một tảng đá đâu. Mình cũng sẽ cảm thấy buồn chứ. Nhưng mình chấp nhận cái sự cố như thế nào, chấp nhận cái nỗi buồn như thế nào, rồi mình vượt qua nó thôi. Mình lướt qua thôi. Như chị là bây giờ là như sỏi đá rồi đó. Như buồn thì có buồn nhưng mà chị lướt qua nhanh lắm. Chứ lúc trước là chị suy nghĩ về nó nhiều lắm nha. Xong mình đặt lên bàn cân. Những người yêu thích mình nhiều hơn những người không thích mình nè. Thôi mình lấy cái đó làm bàn đà để mình đạp, mình đi lên. Suy nghĩ vậy. Mình cứ suy nghĩ tích cực lên để cái cuộc sống này nó ngày càng tích cực. Vậy thì nghệ sĩ có bị áp lực về số lượng người xem không? Hôm nào mà lên thấy ít người xem, tự nhiên cái thấy buồn buồn sự sự. Có. Đang like, đang ít nha. Lên từ từ tự nhiên mình thấy vui. Mình like nó nhiều người xem vậy, tự nhiên đùng một ngày cái tụt xuống. Tự nhiên mình sẽ cảm, ủa nay mình like không có vui vậy ta, hay là nó không hấp dẫn, hay là mình sao sao đó ta, hay là mọi người không yêu thích mình nữa ta. Mình sẽ có những cái suy nghĩ đó chứ. Đôi khi mình cũng sẽ hơi buồn một chút, nhưng mà nhưng mình suy nghĩ lại, có thể là do thời gian vừa rồi mình bỏ bê fan của mình, người hâm mộ của mình quá, do mình đi quay dữ quá rồi cái mình không có lên like, không có lên tương tác với mọi người. Thì khi mình không tương tác với người ta, bảo sao người ta tương tác với mình, thì đó là do lỗi của mình rồi. Khi mình có thời gian, mình sẽ lên mình nói chuyện với mọi người thì mình sẽ tương tác lại với họ. Do mình chủ động thôi, chứ mình cũng đừng trách ai hết. Thêm một kỷ niệm vui lúc livestream mà chị không quên được. Cũng có nhiều kỷ niệm vui ấy, thì như cũng nhờ fan hâm mộ, nhờ những người yêu mến mình, dành tình cảm cho mình, yêu mến Trúc Mây, cũng như là qua những cái vai diễn của chị á, thì qua những cái buổi live họ chỉ cho mình nhiều thứ lắm. Và họ thắc mắc những gì họ hỏi, đôi khi mình cũng sẽ bất ngờ với những câu hỏi của họ, kiểu như là tại sao vậy, mình không nghĩ ra luôn á. Nhờ những câu hỏi mình mới tìm tòi ra được là đã khá lâu rồi mình cũng không nhớ tới cái vai đó. Hơn chục năm tự nhiên cái mọi người nhắc lại, em biết chị này qua cái MV này nè, hoặc là em biết chị này qua bộ phim này nè. Mình cảm thấy vui. Mọi người đang gợi nhớ lại cho mình những cái khoảnh khắc mà mình lần đầu tiên chập chững bước vào trường và mình nhận những cái job đầu tiên để mình đi làm. Rõ ràng là những buổi livestream sẽ mang lại rất là nhiều cảm xúc, như là Trúc Mây nè,
vui có, buồn có, những kỷ niệm đáng quên nhưng mà cũng có những kỷ niệm đáng nhớ, và nó tạo một cái động lực để tiếp tục phát triển hơn nữa trong sự nghiệp của mình, để cống hiến cho quý vị khán giả. Và làm cách nào để có thể trông hài hước, nào vui vẻ và mang đến cái nguồn năng lượng tích cực cho người xem, và đặc biệt là tạo được cái sự gần gũi, thân thiện cho người xem họ thích và tương tác với mình, thì đó cũng phải là một bí quyết. Và bí quyết này là gì thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện ở phần sau với Trúc Mai nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với một thử thách. Lúc nãy mình đã luyện giọng rồi, bây giờ mình sẽ luyện mắt để xem ai kinh mắt hơn. Cái này cũng có quà, chị cố lên. Và có phạt rồi đó. Chưa chơi gì cảm thấy chị Tương mất tiêu rồi. Đây là một cái thử thách rất là cần thiết cho những người hay livestream như chị. Bởi vì là livestream mà mình phải lướt nhanh, mình đọc comment đúng không? Nãy chị nói chị đọc không kịp, nên chị luyện mắt nhiều hơn đi. Tham gia thử thách này nha, sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Rồi, và bây giờ sẽ là luật chơi của chúng ta. Hai người chơi sẽ có 30 giây để quan sát hai bức tranh và tìm ra 6 điểm khác biệt giữa hai bức tranh đó. Người chơi nào tìm được 6 điểm khác biệt đầu tiên sẽ là người giành chiến thắng. À, đến đây. 6, 7, action. Em thân thích đúng không? Để chắc xem là có đúng hay không điểm đầu tiên. Là em có sự khác nhau đúng không? Nè. Rồi tiếp theo là cái hộp thiếu một hộp này. Hai. Rồi cái đế cũng khác nhau nè. Rồi chanh khác nhau nè. Bốn ra nữa. Em rất là muốn chị thua. Rồi sau đây sẽ có một cái thử thách. À, vậy là em muốn chị thua hả? Cố gắng lắm rồi đó. Rồi và sau đây thử thách cách sát là hình phạt đó dành cho chiếc mây, đó chính là hãy tạo những tượng dáng tôi quên quên tôi quên quên tượng dáng rồi thôi giờ lấy khung hình đẹp nha, lấy sáng nè, lựa góc mặt xinh nè, chuẩn bị nè, 3, 2, 1 vô. Rồi có 5 khán giả lên rồi đó mọi người, nếu mà quán quen chị chắc thì xin lấy chim cùng mây nha. Nè người ta cùng mình nè. Ô chị uống nước gì vậy chị? Xâm đấy em, xâm bí đao hạt chia. Ở đây có hoa rất là đẹp luôn nha mọi người. Có gì con sếp đẹp lắm luôn á. Trời ơi, năm mới chúc mừng. Đấy, ở đây review quán, review lên. Quán này chị nghĩ là có rất nhiều hoa. Và cái bông hoa đẹp nhất đó chính là một người đang cầm điện thoại livestream này. Ôi trời ạ. Không, lẽ ra là kết thúc em phải quay mặt em lại. Mấy cái game này em phải cho mọi người xem. Người ở ngoài lạnh người thấy không như vậy. Người ta không đến đây thì sao? Thôi nói chung là vậy là tạm được rồi. Em thật lòng. Đúng rồi. Hình như những người hay livestream người ta khéo lắm đó mọi người. Vậy bây giờ hãy cùng đến với cách để gần gũi khán giả, thu hút khán giả, xem là Trúc Mai có gợi ý gì nhé. Làm sao để khán giả họ cảm thấy gần gũi, thân thuộc, chứ không phải là đang xem là một cái người diễn viên mà kiểu lạnh lùng mà chúng ta thấy trên TV qua màn hình livestream. Nhưng mà từ nãy giờ em thấy chị lạnh lùng không? Lạnh ngắt luôn. Ủa lạnh ngắt à? Vậy là chị chưa đủ cái sức hấp dẫn. Thôi trời ơi, buổi livestream này thất bại rồi. Không hát tuyệt vời lắm cho thôi. Chị nói lại nhé. Vậy đó chị làm sao? Ví dụ như mà đi quay phim á, chị là người miền Trung mà sinh ra và lớn lên ở Bình Định, thì với cái ngữ điệu tôn giọng của chị á cũng rất là khó khi mà nói chuyện những cái bộ phim về miền Tây, miền Nam, miền Tây Nam Bộ á, thì chị cần phải luyện giọng, cần phải học, và khi nói chuyện á thì chị sẽ nói nó có thể là cố gắng hết mức có thể là nó phải tròn vành rõ chữ hơn. Còn những buổi livestream thì chị cứ buông xõa thôi, chị nói chuyện bình thường, rồi hoặc là nhiều khi người ta nói á bài bảy Bình Định hả, xin chào, rồi nói thử câu Bình Định nghe coi, là chị chào đất quơ luôn. Đâu đâu đâu, nói em nghe coi, Bình Định hả chị? Đúng rồi, Bình Định á, bảy bảy chào nhé. Em thấy nó quay á thì cái nào sai mình cắt, cái nào mình hứa miệng mình cắt được, nhưng mà livestream rất khó ở chỗ là đôi khi người ta quay màn hình lại á. Có là vạ miệng á. Có. Anh chị quay lại rồi xong làm nguyên một cái clip gửi chị luôn á. Thế mình thấy kiểu nói chuyện mắc cười quá à. Kiểu mắc cười ở đây kiểu cười vô tri á. Kiểu không hiểu sao mình nói được những câu như vậy luôn á. Người ta hay nói như thế này, để tránh vạ miệng á, thì những người mà livestream, đặc biệt là nghệ sĩ, phải luôn ghi nhớ ở trong đầu của mình cái câu thần chú là mạng ảo nhưng lời nói là thật. Để cẩn thận hơn trong câu chữ. Thì chị nghĩ sao về điều này?
À, chị nghĩ điều đó cũng cũng đúng. Tại vì đôi khi mình vui vẻ, mình hoạt ngôn với mọi người á, nhưng mình cũng phải để một xíu về những lời nói mình phát ngôn ra. Đôi khi sẽ có những cái câu từ mình phát ngôn nó vô ý, kiểu nó vô thức á, mình bộc phát nó ra, mình cảm thấy ôi sao tự nhiên mình nói vậy. Chị cũng không dám nhận chị là nghệ sĩ, chị cũng chỉ là một diễn viên và đang cố gắng từng bước. Thì chị sẽ cố gắng hết mức có thể để nhận được những cái tình cảm, những cái sự yêu thương của khán giả dành cho mình. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày và mình sẽ cẩn thận hơn trong cái lời nói của mình. Ví dụ như chị đang livestream mà chị đọc được một cái comment kiểu như là trời ơi, nghệ sĩ hết thời rồi mới livestream, chị cảm thấy sao? Hay là những nghệ sĩ mà họ bán hàng trên livestream chẳng hạn, cũng bị mọi người nói ủa chắc hết thời mới đi bán hàng đây. Chị nghĩ sao về những nhận định này? Đôi khi ở những lời nói đó họ tự bộc phát, họ nói ra cho sướng miệng họ thôi, chứ thực chất có thể là không phải như vậy. Tại vì mình đâu phải là họ và họ cũng đâu phải là mình đâu. Thay vì những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy, mình hãy dành cái thời gian để mình làm những việc khác tích cực hơn, có ý nghĩa hơn đúng không? Chứ không phải là nghệ sĩ hút thời như này nọ mà phải livestream. Cái điều đó nó không có đánh đồng được gì hết á. Quan trọng là mình muốn nói chuyện với khán giả, mình muốn gần gũi hơn với những người đang dành tình cảm yêu thương mình. Nghề của mình mà, mình sống, mình làm việc là nhờ có khán giả mình mới trụ được. Còn nếu như là không có sự yêu thương, tình cảm của khán giả dành cho mình, chắc gì mình có cái vị trí ngày hôm nay. Livestream thì sẽ có hai mặt ha. Mặt thứ nhất tích cực là sẽ mang đến cái sự gần gũi với khán giả hơn, lúc nào họ cũng thấy mình thân thuộc đó, không có còn cách khoảng cách giữa thần tượng với lại người hâm mộ nữa. Giống như là người thân mà ngày nào cũng phải thấy nhau qua màn hình rồi đó. Nhưng mà cũng có một cái mọi người cho rằng nó cũng sẽ là cái nhược điểm. Đó là bởi vì khán giả đã quá quen với cuộc sống đời thực của mình rồi. Như là chị Trúc Mai thì nhí nhảnh vui vẻ mỗi ngày. Thì đến khi chúng ta lên phim lại, chúng ta diễn một cái vai nào đó nội tâm hoặc là một cái vai phản diện, thì họ quen với hình ảnh kia rồi. Họ thấy họ mất cảm được cái hình ảnh mới này, và họ cứ cảm thấy nó không có thật, và họ không có hòa mình với cái cảm xúc mà chị đang mang đến. Thì chị có sợ điều đó không? Bây giờ khán giả cũng đã đủ với thông minh để nhìn nhận và phân chia được giữa ngoài đời thực và trên phim ảnh. Nó không còn giống như lúc trước nữa. Tại sao ở ngoài đời cô ấy anh ấy vậy mà trên phim cô ấy anh ấy lại thế này thế kia. Như cái phim Chị Em Khác Mẹ á, thì chị vào vai mẹ của hai người con, mà trong khi đó là hai người con lại đồng trang lứa với lại Mây nữa. Quan trọng là lúc mình làm á, mình thể hiện vai cảm xúc chân thật nhất có thể, cố gắng hết mức cái khả năng của mình. Thì khi họ xem được và truyền tới họ là tại sao lại làm được như vậy, mình cũng cảm thấy vui chứ. Mình cảm thấy một cái vai diễn cũng để lại một cái hình ảnh đáng nhớ với khán giả. Họ sẽ phân chia được Trúc Mai ở ngoài đời vẫn còn trẻ trung, năng động, nhí nhảnh. Trên phim ảnh thì cũng thể hiện, cũng ra vai, cũng tâm lý, cũng nội tâm. Chắc là họ nhìn vào ánh mắt, tại vì ánh mắt không thể nói dối được. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Trúc Mai ngày hôm nay. Và quý vị khán giả cũng thấy rằng một trái tim chân thành sẽ mang đến những cảm xúc chân thực nhất và có thể chạm đến trái tim của khán giả, dù là đó qua màn ảnh nhỏ hay là màn hình livestream. Hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục dành sự yêu mến và tình cảm cho cô gái xinh đẹp đáng yêu và có một cái ánh mắt biết nói, lúc nào cũng long lanh rất là dễ thương này. Rất là cảm ơn Trúc Mai đã đến với Quán Quan Chị Chất, và chị có thể chia sẻ thêm về một vài dự định hay là những cái dự án trong tương lai gần của mình không ạ? Chị cũng cảm ơn Ngọc Nhi, Quán Quan Chị Chất. Cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã dành cái thời gian để nghe Mây cũng như là Ngọc Nhi tâm sự chia sẻ về những cái buổi livestream. Thì sắp tới chị ra mắt một bộ phim điện ảnh, mong rằng các quý vị khán giả sẽ dành cái tình cảm, sự yêu thương, mến mộ cho Trúc Mây. Và một cái hạt nữa cũng nho nhỏ, đó là một cái web series Cô Gái Diệu Kỳ gửi cái lời cảm ơn đến tất cả những cái quý vị khán giả cũng như là fan hâm mộ đã yêu thương Mây trong suốt một cái khoảng thời gian mà từ lúc mà Mây vào trường học là từ năm 2013. Rất là cảm ơn những chia sẻ của Trúc Mây ngày hôm nay. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của Quán Quân Chị Chất cũng đã hết rồi ạ. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình đó là 12:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện. Còn bây giờ Ngọc Nhi và Trúc Mây xin được gửi lời chào và chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé. Xin chào. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người.